Dạ rồi, em xin chào anh trai ha. Anh cho em hỏi mình tên là gì, mình đến từ đâu? Bùi Hùng Cường, quê quán ở Hòa Lộc, Hòa Lạc của Tân Giang. À, anh Bùi Hồng Cường, anh quê quán ở An Giang. Hôm nay anh đến nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp mình vụ việc gì? Tìm vợ, vợ lấy vàng vòng đi theo trai. À, tìm vợ. Vợ lấy hết vàng vòng đi theo trai. Rồi anh cho em hỏi rõ thêm chi tiết. Vợ mình tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi? Hoàng Thị Diễm Tiết Quan Thị Diễm Tiết, bao nhiêu tuổi rồi anh? sinh năm 77. À, khi anh nói vợ mình ôm hết vàng vòng đi theo trai, anh cho em hỏi rõ ha. À, vì sao anh biết được vợ mình đi theo trai và lấy bao nhiêu tiền bạc vàng vòng của mình? Vàng đeo hai chiếc vòng khoảng ba cây, cái bộ vòng không khoảng 7 8 bộ, cái Đeo. nhẫn, Anh nói tiếp đi. cái chiếc nhẫn 5 chỉ, cái chiếc hai chỉ, rồi mấy chiếc nhẫn kia cũng 4 5 chiếc. Đeo trên tay không mà ba cây. Sao mà anh cho vợ anh đeo dữ vậy? Tại vì vợ giữ tiền muốn sắm gì sắm, Anh chiều vợ luôn hay là anh bất lực vợ muốn mua gì mua? chiều vợ luôn. Ồ, ba cây, một cây bây giờ cũng năm mấy 60 triệu. Ba cây là cũng 200 triệu rồi. Cái bộ vòng nữa, rồi ba chiếc khâu 5 chỉ, cái chiếc khâu 2 chỉ, cái thứ vàng 18 thì Anh bốn năm ước chiếc tính hết tổng cộng gia tài vợ lấy đi là hết bao nhiêu? khoảng 400 mấy, 500. 400 mấy, 500 triệu. Vàng, tính vàng cái tiền luôn. Rồi anh trai cho em hỏi là công việc của mình làm là công việc gì? Bán cá viên chiên, Bán cá viên chiên. Vợ anh làm việc gì? bán cá viên luôn. 2 vợ chồng bán cá viên chiên. À, mình thường bán ở đâu anh? Quận 2, Mình bán ở quận 2. nắp hầm Thủ Thiêm. Dạ rồi, anh cho em hỏi thêm chi tiết là vì sao mình lại nói vợ mình đi theo trai, mình có bằng chứng hay là mình đã bắt được lần nào chưa? Bắt chưa được mà đi 2 lần vậy rồi. Đi 2 lần rồi ha. Mình có thấy đi không? Người ta cũng thấy nhiều, người ta điện mình lên ở quê lên. À, là người ta hàng xóm rồi người ta thấy, người ta báo cho anh rồi ha. Khi anh thấy như vậy, anh biết người ta báo cho anh có đến trực tiếp không? Đến không có bắt dính được, Mình đến thì vợ mình đang ở đâu? ở nhà mình không có bắt dính. Không bắt dính. Anh biết cái người đã dụ dỗ anh là ai, tên gì và ở đâu không? Cái người đó ở bán nước đá chợ Tân Bán nước đá hả? Thịnh. Anh có quen người đó không hay là chỉ có vợ mình quen? Không, chỉ có vợ quen thôi, người đó có vợ có con có cháu ngoại. Có vợ con luôn rồi. Tên Nhướng, Tên Nhướng. Anh có thử liên hệ cũng như tìm người đó chưa? có tìm rồi, Tìm có gặp mặt được không? đánh lộn 2 lần rồi. Quýnh lộn luôn. Mà người ta biết, người ta quấy, người ta cũng im. Vì sao mình gặp mặt mình quýnh lộn, anh có thể kể chi tiết với em Tại không? vì vợ đêm đó nó trốn đi theo rồi bức xúc ra gặp. Mình ra mình gặp luôn. Đang đi chơi hả? Không có đi chơi mà đương bỏ đá, mình biết người đó luôn, vì người đó mà vợ mình mới bỏ đi. Khi anh đến anh gặp mặt, mình có nói chuyện gì trước khi quýnh lộn không? Có Anh đã nói những gì rồi? nói, người ta nói, không có, nói không có, tại sao người nào cũng nói chứ, chính miệng anh nói anh quen vợ tôi lấy tiền trả nợ cho vợ Nói như vậy luôn hả? anh. Người đó nói với ai? Ở ngoài chợ điều ai cũng nghe câu đó. Ồ, là người ta tuyên bố là quen vợ anh để lấy tiền trả nợ cho gia đình họ. Ồ, cũng giả mang lật mặt quá ha. Khi đó mình đến đã có xảy ra xô xát với người đó luôn. Rồi 2 lần Đến nay vợ mình đã đi được bao nhiêu ngày rồi? đi bữa 8 giờ tối một tây. Anh trai cho em hỏi 2 vợ chồng mình đã kết hôn được bao lâu rồi? 22 năm rồi. 22 năm rồi. Ồ, thời gian rất là lâu rồi ha. Mình cho em hỏi chuyện tế nhị một miếng ha. Mình có mấy người con rồi? Chưa có người nào hết trơn. Mình chưa có con luôn. Mình cưới cũng lâu rồi, vì sao mình không sinh con đi? Tại vợ mình không có con. Em xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện tế nhị của gia đình ha. Nhưng mà nay cưới cũng 22 năm rồi. Vợ mình có đi khám là vợ mình là người không có con đúng không? Có đi thì Rồi dụ khi mình biết được thông tin vợ mình không con, mình có yêu thương vợ mình như bình thường không?
thương vợ chồng, thương thương vợ điều quả đó ai biết hết chứ, Dạ cả là nguyên cái xứ ở dưới quà ở quê ai cũng biết luôn. anh biết vợ không có con nhưng anh sẽ cũng chấp nhận Chấp nhận không không cần con cái, miễn hai vợ chồng thương nhau hạnh phúc với nhau là đủ ha. Nhưng mà đến bây giờ thì anh lên nhờ đội hiệp sĩ Quỷ Anh Hải tìm giúp vợ, nhưng mà vợ lý do là ôm hơn 400 triệu và đi theo người tình, một sự việc rất là đau lòng đúng không anh trai? đúng Anh trai đây đi bán cá viên chiên, gia tài gom góp cũng được dàn dòng tổng giá trị hơn 400 triệu cho vợ giữ hết. Vợ thì mất bệnh thì không có con được, nhưng chồng vẫn chấp nhận và yêu thương vợ rất là nhiều. Đến bây giờ thì vợ bỏ chồng đi kèm theo số gia tài của hai người buôn bán hơn 400 triệu, xách đi hết theo người tình, một sự việc quá là đau lòng. Anh có đôi lời nào chia sẻ cũng như là gửi đến những người cái người mà dẫn dụ vợ anh đi không? Tôi mong cho chia sẻ cái người mà quen vợ tôi đó, có gặp vợ tôi đó, cho tôi hay tôi ước vợ tôi gì, mong vậy thôi. Anh nói thẳng lên người đó đang dẫn vợ mình đi, anh nói chỉ thẳng, anh chỉ thẳng mặt người đó nói như thế nào cho trả vợ mình vậy. Tôi đó, mong cho cái anh là bán nước đá anh nhướng á, anh có quen vợ tôi có điện anh á, anh chỉ chỗ cho tôi ước vợ tôi về. Anh cho em hỏi à, nếu như bây giờ mà vợ anh quay về xin lỗi thì anh có chấp nhận tha thứ hay không? Anh vẫn tha thứ cho Tha vợ. thứ luôn. Anh còn rất là thương vợ, Rồi. dù biết vợ mình lấy tiền vàng đi theo người tình, nhưng mà bây giờ vợ về vẫn tha thứ luôn hả? Rồi tha thứ luôn. Tại thương vợ quá. Anh rất là thương vợ, rất là thương anh luôn ha. Một người chồng rất là cao cả, dù biết vợ mình không thể sinh con nhưng mà đi theo người tình 5 lần 7 lượt, giờ chồng vẫn tha thứ rồi. Bây giờ tìm vợ về, nếu như vợ về xin lỗi vẫn tha thứ cho vợ, Tha thứ luôn. rất là thương anh chồng này. Trường hợp này rất hiếm vì rất là nhiều các anh trai lên đây tìm vợ cũng là đi theo người tình, nhưng mà thực tế em nói thẳng nha, đã những người vợ có cái máu đi theo trai rồi quay về có hỏi đi nữa, nhưng mà anh tìm về anh tha thứ, một sự rất là nói chung là không đường nào để tả được vì anh thương quá nhiều. Có hỏi tìm được người vợ mới mà anh không tìm, người vợ mới có thể đem đến cho anh những đứa con nhưng mà anh cũng không cho cần, anh chỉ cần người vợ này thôi. Nhưng Tại thương mà người này không hai mươi mấy năm rồi. anh cho em hỏi ha, sự việc này á, cha mẹ vợ có biết không? Biết Cha mẹ vợ có ý cha kiến gì vợ không? mà mất à, Cha vợ mất rồi hả? Mẹ vợ mà vợ còn, rồi mẹ vợ có ý kiến gì về về vấn đề này không? mà vợ nói không không có nhờ, không có nghe. Là nói rồi cũng không có nghe. Cái này từ bữa giờ 3 ngày rồi anh có đi tìm vợ mình không? Tìm mà không biết chỗ tìm, Trước khi vợ mình mất tích là ở đâu? lên xe Hồng Cường đi về về Châu Đốc nhưng mà tới miền Tây đảo lại, Là lúc đó là vợ đi một mình hay anh cùng đi với vợ? đi mình Đi một mình hả? Vậy sao anh biết được vợ lên xe? tại lúc đó là vợ điện tới xe Hồng Cường, vợ điện thấy mặt cái là điện lại tắt luôn, rồi mới chạy xe cái chiếc cái đó rồi vô hỏi số điện thoại vậy, rồi hỏi tên vậy. Rồi người ta nói lên xe 8 giờ Lên xe là 8 giờ rồi. nhưng mà lên xe về tới quê thì anh điện hỏi thì không có hả? Lên xe rồi tắt nguồn điện hoài không được, mới điện hỏi người chỗ bán vé xe, hỏi tên nương số điện thoại gì đó, người ta nói đi tới bến xe miền Tây xuống trả vé đi xuống rồi. Là coi như là cái này cũng kiểu là đánh lừa anh rồi đúng không? Lừa. Kêu lên xe cho gọi cho anh thấy, nhưng mà khi lên xe kia lại quay đầu lại. Quay lại nữa. Rồi anh có thử đi tìm đến nhà cái ông bán nước đá chưa? Đi lại mà không có. Không có luôn hả? Anh có thấy được ông bán nước đá không? Có nói chuyện rồi. Ổng nói sao? Ông nói là 8 giờ chỉ điện có một lần một thôi. Là tới bây giờ là ổng kêu ổng không thấy nữa hả? Thì trước đó thì anh có thấy cái dấu hiệu nào của vợ mình nhắn tin hay liên hệ với người nào không? Vợ không có nhắn tin, vợ không có dám nhắn tin, mà khẳng định là chỉ có thương người đó thôi, vợ thương người đó thôi. Anh biết vợ mình quen với người này bao lâu rồi?
ở trong nhà báo mà quen 5 6 năm rồi. Chứ vậy? Ừ. Rồi. Sao lưng anh quen hệ qua lại với người đó mà 5 6 năm mà anh không biết luôn? Không biết luôn. Anh phát hiện là bao lâu rồi? Mới phát hiện này khoảng 1 năm mấy. Phát hiện 1 năm mấy rồi mà qua lại 4 5 năm, 5 6 năm rồi. Ừ. Anh thường xuyên có quan tâm vợ mình không? Tại vì đi bán chơi rồi có thiếu nợ đi về quê rồi À. vợ hay mới vậy Sao rồi thiếu ta mới nợ? điện cho hay. Ai là thiếu nợ? Anh thiếu nợ, Anh thiếu nợ, thiếu bao nhiêu? thiếu trăm mấy vợ trả rồi. Sao vợ kêu vợ ôm mấy trăm triệu đi mình có vàng dòng sao mình không trả nợ cho người ta? Trả rồi. Trả rồi đúng không? Ừ. Là mình biết được vợ qua lại 5 6 năm rồi mà mới phát hiện đây. Ở trong nhà nó 5 6 năm rồi mà mới phát hiện năm đấy mấy. Anh có thường quan tâm vợ không? Gần gũi vợ không? Sao không gần? Gần không? Không gần. Thì trước khi vợ đi á, anh tối rồi anh ngủ chung, anh gần gũi vợ, anh có thấy phát hiện vợ lạ hay là không cho mình đến gần không? Có Không cho đến gần luôn. cho gần mà tư cách Lạ lắm thì mà. là Tư cách lạ lắm, kiểu như bỏ mặc là chồng thích làm gì làm, không quan tâm mà không có nòng trái như lúc đó nữa đúng không? Khoảng bao lâu rồi là vợ mình có phản cách với mình? cũng 2 3 tuần. 2 3 tuần nay á, là vợ vợ vừa phân cách, anh gần là vợ phủi tay coi như là muốn làm gì làm đúng không, không còn tình cảm như lúc xưa nữa. Đúng. Cái dấu hiệu đó là dấu hiệu vợ chán rồi ha. Nói chung là anh cũng là con trai, nếu anh thấy cảm giác lạ anh cũng biết chứ không phải không biết. Biết biết mà không dám nói sợ vợ con ghi lộn, Mình chưa có con mà sợ vợ mình nó buồn ghi lộn nữa rồi xảy ra có này kia nữa, anh lại cái gì cũng cứ bỏ qua hết anh đấy đấy nằm ở vấn đề đấy đấy, anh cứ sợ vợ rồi cương nương chiều vợ, giao hết tiền bạc cho vợ giữ, rồi vợ làm sai anh cũng không nói, sợ vợ giận rồi này kia. Đến lúc mà cái đó cũng là một cái yếu điểm của con trai mình mềm quá thì vợ nó cũng chán. Cái gì thì ví dụ mà hương vợ là hương hạt ha, trơn. nhưng mà cái nào là cái đó mình phải rõ ràng, miếng lúc nào phải căng cứng thì cứng, lúc nào mềm thì mềm, chứ lúc nào anh cũng nhường nhịn riết lên vợ thấy mình yếu đuối hay là không có ấy quá vợ cũng chán, nó tìm cái cảm giác lạ hạnh phúc mới ha. Vợ anh có xài Zalo Facebook gì không? Chỉ xài có tốt gì TikTok. nè, TikTok À, vợ mình xài thường xuyên không? mình nằm ở nhà coi gì đó. Vợ anh coi anh có thấy thường xuyên mình vợ vợ mình dùng TikTok rồi vấn đề gì không, xem hay là gọi gì ai không? Ca khơ khơ À, lên TikTok ca nhạc đó vậy ha. thôi. Ừ, ca nhép Có thấy vợ mình hay like nói chuyện với bạn bè gì không? cái đó không để ý. Không để ý hả? Anh công việc hai vợ chồng mình bán cái viên chiên, mình bán thời gian từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 3 giờ gửi tới tầm 11 giờ gì 3 giờ sáng hay trưa? chứ chiều á. 3 giờ rưỡi sáng đến 1 giờ, là từ sáng đến 3 giờ là mình ở nhà, hai chồng ở nhà hả? Hai vợ chồng mình ở nhà có thường nói chuyện vui giỡn hay là chém gió gì không? Vợ thì không thích, Chồng thích không không vui vẻ. lành cứ của ai nó nằm ngự nằm gốc hả? Ngự nằm gốc, điện thoại ai Tôi nó bấm hả? điện thoại ấy bấm nó xuống giọng nằm, tôi nằm trên đây Anh không chịu gần gũi vợ mình, giỡn tại chứ vợ không chịu. không chịu, anh phải tìm cách chứ, vợ chồng mà anh phải đặt ra dấu hỏi vì sao mình vợ chồng mà cứ không cho nằm chung hay là không cho giỡn hay không làm kia, để như vậy rất là nhạt luôn. Thật sự là vợ chồng mà không gần gũi, không nói chuyện nhiều, ngày nói chuyện 5 10 phút từ từ thành cái thói quen và nhàm chán liền, tất cứ ai cũng như vậy hết. Đó là cùng cái lỗi của mình phải mạnh dạn lên, vợ chồng sống mấy chục năm rồi nên mình phải mạnh mẽ lên miếng. Cái đó không phải là em dạy hay gì, đó là cái cũng là cái cuộc sống của tất cả cuộc vợ chồng Biết. thôi. Em cũng có vợ rồi nên em cũng biết ha. Nên mình là đàn ông nên mình cứ có thời gian mình cứ tiếp xúc với vợ mình gần gũi hơn miếng để hâm nóng lại tình yêu. Chứ anh cứ dài anh nằm góc, vợ nằm góc, hai người nằm hai góc, nó thành thói quen nhàm chán. Mà vợ anh lên là nhắn tin với trai, thấy trai nói chuyện ngọt ngào hơn, nó lại phái nữa đúng không? Rồi anh cho em hỏi nha, mình có đôi lời nào chia sẻ tên video này nếu như vợ mình xem được video này không? Anh nói đi, nói với vợ mình đi. Nếu vợ thêm được đó, thì vợ có thể người gặp mặt nói chuyện một lần, một quyết tâm một cái một muốn ở ở thôi, ăn thua là vợ
Cái điều anh mong muốn nhất khi lên nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Anh Hải giúp mình để đăng tải video này là gì? Anh nói đi. Vì tìm vợ lại, nói Tìm. chuyện nói rõ ràng ra, đừng có trốn tránh nữa. Là mục đích anh chỉ muốn tìm vợ thôi đúng không? Ừ. Rồi nếu như bây giờ nha, giả sử nha, vợ anh như anh chia sẻ thì vợ anh đã ôm vàng dòng tỷ giá hơn 400 triệu đi rồi. Nếu như bây giờ vợ anh quay về mà kêu không còn một đồng nào, không còn một miếng vàng nào hết, bay hơn 400 triệu đó rồi, anh có chấp nhận không? Chấp nhận vợ ở luôn. Chấp nhận vợ quay về ở luôn cho dù vợ đã tiêu tan Tiêu hơn tan tiền 400 bạc triệu mà luôn. vợ gì ở, chấp nhận ở luôn tại thương vợ. Trời ơi, một anh chồng rất là thương vợ, cho dù vợ có lỗi lầm là đi theo người tình, là vợ lỗi lầm là mấy trăm triệu đi, vợ có vấn đề về sinh lý không thể sinh con, nhưng mà anh chồng rất là cao cả, bỏ hết tất cả mọi chuyện chỉ muốn vợ quay về thôi, rất Ai là chứ thương. ai cự chứ ai cãi. Mình chỉ cần vợ thôi đúng không? Rồi anh ta cho em hỏi nè, gia đình bên anh á, có biết được vụ việc này không? Biết và vợ biết ngủ không được, À, cha mẹ của anh á, biết rồi cha mẹ anh có ý kiến gì không? nói thôi để là cái gì từ từ. Thương quá trời thương rồi, một người chồng rất là thương vợ luôn, cho dù vợ rất là nhiều lỗi. Em không biết nói gì hơn, thì em cũng chúc anh có nhiều sức khỏe cũng như là tỉnh táo hơn trong cái vụ việc này ha. Vì theo như em thấy rất là nhiều trường hợp rồi, các người vợ đã có máu đi theo người tình rồi là đi về cũng đi nữa à. Nên anh suy nghĩ kỹ lại vấn đề này ha. Không phải em chia rẽ hay là em xúi giục gì anh, nhưng mà thực tế là đã có máu, tìm của lạ, tìm trai mới thì quay về thì sẽ đi tiếp nữa. Hết tiền anh chấp nhận quay về, anh kiếm được có sẽ đi nữa. Có người khác nó ngọt ngào vợ anh vẫn đi nữa. Bây giờ mong vợ về giáp mặt nói rõ ràng đi, nếu mà vợ hết tiền hết bạc không chấp nhận gì luôn, mà phải điện nói chuyện rõ ràng đi, rồi nói chuyện muốn thôi thì thôi, ăn thua vợ thôi, lúc nào cũng tha thứ cho vợ hết. Mấy hôm nay anh đã đi tìm ở đâu và anh có ăn uống đầy đủ không? Ăn có bữa cơm À, bữa cơm mà anh đã đi tìm ở đâu rồi? vòng vòng quận 7 quận 4 không gặp. Ồ, giờ một cái tỉnh có hàng triệu người, một mình đi lang thang tìm thì cũng rất là vất vả, không tìm được đâu, cực lắm ha. Anh còn đôi lời nào muốn chia sẻ bà con cô bác cộng đồng mạng để nhờ giúp đỡ tìm kiếm vợ mình nữa không? Mong cho cộng đồng mạng có gặp vợ tôi, mong điện hiệp sĩ của anh Hải cho hay giùm. Dạ, rồi một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng, nếu như ai thấy được chị gái ở trong hình này ở đâu, xin liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913 78 58 58, để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp anh trai này tìm vợ quay về. Cho dù vợ rất là nhiều lỗi, anh chấp nhận bỏ qua hết. Nếu như chị gái có xem được video này thì hãy liên hệ lại cho chồng mình, cho dù chị muốn ở hay là muốn đi thì hãy nói cho chồng mình một tiếng để giải quyết hết pháp lý gia đình, cũng như là cho chồng mình một tiếng nói để an tâm mà chồng mình ăn uống và đi làm nữa ha. Dù cho chị hết hương thì cũng còn cái tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm rồi. Đừng có cái đùng cái đi như vậy. Bây giờ chồng chị cũng đã nói rồi, không cần tiền, chị lỡ hết tiền thì thôi. Bây giờ quay về nói cho rõ ràng, xử lý tình huống pháp lý cho đầy đủ đi. Nếu chị muốn đi thì chị anh sẽ ký giấy cho chị đi ha. Đúng không anh trai? Đúng. Nếu người muốn đi thì quay về nói chuyện, ký giấy cho chị đi cho minh bạch rõ ràng. Xong hết rồi chị muốn đi đâu thì đi. Đó là lời của anh trai đã nói rồi. Giờ mong cho em có thấy clip này, mong cho em điện nói chuyện, ra mặt nói chuyện ở ăn thu viện của em đó. Đấy, anh trai hương chị đã nói như vậy rồi, không còn không có đi cứu cũng như không nói vấn đề tiền bạc, không vấn đề heo trai nữa, thì chị hãy mạnh dạn ra gọi điện cũng như gặp anh trai đi ha. Còn như nếu như chị có gì khó khăn hay sợ vấn đề gì đó, chị Không có thể liên hệ trực tiếp cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, số điện thoại là 0913 78 58 58. Đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ đứng ở giữa làm trung gian cho hai vợ chồng nói chuyện. Còn không, chị có thể lên trực tiếp bản danh cũng như là nơi làm việc của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 423 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ha. Lên đây, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ cho hai vợ chồng nói chuyện trực tiếp.
cũng như là giải quyết các vấn đề gia đình ha. Rồi một lần nữa em xin nhờ bà con cô bác cộng đồng mạng mạnh tay chung tay giúp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải chia sẻ video cũng như là thấy được chị gái ở trong hình này ở đâu. Liên hệ cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Hải, số điện thoại là 0913 78 58 58, để đội hiệp sĩ Nguyễn Hải giúp anh trai tìm vợ ha. Anh trai cho em hỏi toàn bộ câu chuyện của mình nãy giờ chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật hay không? Đúng thì phạt Nếu như có gì sai trái, đề kháng tôi chịu trước luật pháp luật. Khi anh lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình, đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ đăng lên tất cả các trang mạng xã hội, anh có chấp nhận không? Chấp nhận luôn Khi thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng lên rồi sẽ không bao giờ gỡ video xuống, anh có chấp nhận không? chấp nhận khi mà gặp vợ em rồi nhờ anh Hải gỡ xuống giùm. Dạ, như nãy giờ em nói anh không hiểu mà. Đội hiệp sĩ Nguyễn Hải sẽ đăng video lên tất cả các trang mạng xã hội và sẽ không bao giờ gỡ video xuống, anh có chấp nhận hay không? Chấp nhận. Vì video này đăng lên, thứ nhất là chia sẻ tìm kiếm giúp anh tìm vợ, thứ hai là coi như là để là câu chuyện cảnh giác cho bà con cô bác cũng như là anh chị em nào có vợ chồng xem đây là tấm gương cũng như là bài học để mình biết mà mình né tránh về những vấn đề gia đình để xảy ra những sự cố mà vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ. Nên đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đăng lên rồi sẽ không bao giờ gỡ video này xuống, anh có chấp nhận không? Chấp nhận. Dạ rồi, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác cộng đồng mạng đã quan tâm theo dõi đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn ạ.